Cái quần đai này nè, dính đất thấy không? Đập đập xuống, đập xuống. Để khi mà mình dỡ lên nó khỏi bị hộp quá các bạn ơi. Chết rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Một clip đầu năm mà hôm nay mới được gặp lại em Huy các bạn. Rất là nhớ luôn, rất là mong các bạn này. Hello mọi người nha. Bên đây mình đang cầm con gà của anh Hiếu nữa các bạn. Hôm nay rất là vui tại vì mình làm cái clip này cũng ăn mừng cái kênh vừa vào được kiếm tiền đấy em. Mặc dù chưa có tiền nhưng mà mình cũng chia sẻ niềm vui với em Huy. Thì rất mong các bạn ủng hộ anh em mình nhé. Và bây giờ mời các bạn theo dõi, anh em mình sẽ làm cái món gà này, là gà mình úp cái nồi mình nướng. Úp nồi gà, úp nồi với bạn. Úp nồi bạn, úp nồi úp xoong đấy để mình nướng nhé. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi anh em mình làm nhé. Đây mình có chuẩn bị được một ít tỏi này, củ gừng và ớt này các bạn, và hai cái nhánh chả. Bây giờ chúng ta sẽ đập cái gừng và tỏi ra các bạn nhé. Đập vào cái gừng này ra. Anh em mình đi đầu cho nên là không có mang khớt đi các bạn. Đấy. Rồi mình làm qua cho nó. Xong mình bỏ vào cái nồi này các bạn nhé. Nồi này mình đã rửa qua này. Bỏ vào cái nồi này. Tiếp tục cho ớt vào. Gà thì lúc nãy mình đã ở nhà mình làm sạch rồi các bạn nhé. Đây con gà te rất là ngon luôn. Đây mình ăn mình gà này gần 140 yên. Gà te. Này con gà này có hai cái trứng nó to hơn nữa này. Không. Trời. Hai cái dái nó to hơn nữa con thôi. Hai cái dái nó to. Con nướng chân không em? Hả? Ăn chân không? Bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn nhé. Nên làm sạch rồi. Cái này mình để gọn đây, lát mình vơ. Rồi bây giờ mình trộn. Ủa anh có đem mắm lên đồ không? Có, anh đưa mắm. Rồi bỏ chung mắm cho trộn lên. Chung mắm nè. Mắm này. Mình bỏ mắm vào các bạn nhé. Đấy. Mắm có này. Bột nghệ. Bột nghệ này. Rồi bột ngọt các bạn, một chút bột ngọt nhé. Bỏ bỏ đường anh không? Bỏ đường, đường nó cháy á. Cháy đúng không? Úp cái nồi là nó cháy á các bạn. Bỏ bỏ đường. Bột nghệ, bột nghệ. Một chút tiêu em. Hai mắt khén. Đúng rồi, mắt khén này, quá chuẩn luôn các bạn này. Quên, mắt khén, khén này. Đó. Được rồi. Rồi, mắt khén quá thơm luôn. Với một chút bột nghệ nhá. Để cho nó màu lên các bạn. Lên nào cho đẹp. Mắt khén bỏ ít thôi, bỏ nhiều quá ho lắm. Mắt nghệ nữa không? Được rồi. Được rồi. Giờ bóp lên. Đây mình sạch rồi các bạn, bây giờ mình bóp lên nhé mà. Mình lấy cái gia vị này mình trộn lên, bóp đều lên các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Gà rất là ngon nhá, thật đẹp. Đây các bạn ơi, cái gia vị xả này mình sẽ bỏ vào trong này nhé. Ốp vào trong này cho nó thơm các bạn. Và bây giờ mình bỏ cái bột lòng này vào. Lòng mề này các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ để này là chúng ta úp. Đây chúng ta đi chuẩn bị cái đế để chúng ta úp nhé. Bây giờ mình dùng cái lá cỏ chanh này các bạn. Mình rải dưới nhá. Đó. Mình có cái nồi đất này này. Mình sẽ lót lên ở đây. Rồi, mình để lên đây. Cái này là để con gà. Đó. Dùng con gà. Hai cái chân vào. Rồi đây ạ. Đấy, thấy chưa? Ta sẽ nướng con gà này bằng. Đó, quá đẹp luôn. Mình lót mấy cái dụng cụ này để cho con gà nó chín nó sạch nha các bạn. Sạch các bạn nha, nó có chảy mỡ xuống thì nó ở dưới các bạn này. Đó. Chảy mỡ xuống nó sẽ nằm ở trong ở trong cái cây. Cái này này. Đó, mà nó sạch mình để cái này nó sạch. Bây giờ mình cái nồi này mình úp lại này các bạn. Đó. Rồi. Rồi. Úp lại xong bắt đầu lấy đất á anh. Lấy anh đất. Dập, anh dập xung quanh luôn. Lắp cái nồi lại. Đắp đất này xung quanh đúng không? Lắp. Mình lấy bùn hả? Không, lấy đất mình cũng được. Lấy đất mình cũng được à. Mình đào đất à? Đó, đất cái bên này. Dập vô, dập vô. Lắp cái nồi lại. Cái nồi lại. Có chừng nó dính vô, nó bay vô gà nha. Lắp cái nồi lại các bạn. Xong bắt đầu chắc củi lên cái nồi cái son á. Đốt lên là xong. Đơn giản lắm. Đây các bạn, đó, mình lấy cái đất này nè. Nhưng mà con cái là canh thời gian mình chưa biết canh các bạn. Đúng rồi, bởi vậy mình làm lần đầu tiên thôi các bạn. Nếu mà bây giờ lát nữa mình sẽ lấy đồng hồ mình canh cho em nhé. Thành công hay thất bại thì mấy bạn thông cảm nha. Phải làm lần đầu tiên. Giờ mới làm đấy các bạn. Không biết là nó có thành công hay không.
Hey, ok các bạn. Bây giờ mình làm như này mục đích cho nó kín hơi em, không bị khói nó vào. Khói nó vào chắc anh nghĩ là nay mùi khói nó không ngon. Khói nó vào là nó hôi lắm các bạn. Đúng, nó hôi nên mình bịt đất này nó kín này các bạn này. Bịt kín lại. Nó không bị khói vào nhá. Đấy. Cái đất này ở đây nó mềm các bạn. Nó giống như bùn ấy. Sình ấy, đấy. Anh em mình làm rồi, bây giờ mình chất củi vào mình đốt em. Để củi vào này. Mình đốt đây. Ở bên dưới anh nghĩ là bỏ ít lá để đốt cho dễ em nhỉ. Bỏ lá dưới cho nó dễ. Giờ này là 16:26 phút các bạn. Là 4:30 á các bạn, gần 4:30 rồi. Anh Hiếu thì đang đi kiếm thêm một ít củi, mình sẽ đốt lửa lên nha các bạn. Để mình canh thời gian khoảng bao nhiêu phút thì cái con gà của chúng ta sẽ chín và mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm nha. Đó. Đây là đống lửa đầu tiên của anh em mình các bạn. Đầu tiên. Không biết là nếu có chín không? Đầu tiên đấy. Nếu mà nó mình lấy mình chữa kiểm tra là mình nó chưa chín thì mình đốt thêm các bạn. Tạm thời là nhiêu đó thôi. Bữa nãy mình lúc mà em đốt là 5:25 ơi, 4:25 bây giờ 5:10 các bạn, là bao nhiêu, 40 phút đúng không? 25 à? Ờ 25. Bây giờ 5:10 là 35 đúng không? Ờ đúng rồi, 35 phút. 35 với lại 45 phút. 35 bây giờ 10 hả? Là 45 phút phút như các bạn. Giờ mình sẽ gỡ ra coi thử nó có chín cho các bạn. Thấy cái hơi nó rất là nóng luôn nha. Các bạn nhìn ở ngoài các bạn cũng đủ hiểu cái hơi nóng như thế nào. Khủng luôn ấy, nóng quá nóng luôn. À, anh dở nhẹ nhẹ ra coi thử nó chín chưa. Nếu mà chưa chín thì anh em mình sẽ lắp lại. Lắp lại tiếp này. Anh nghĩ là chín nè. Chảy luôn nè. Chảy. Nè, anh dở lên. Dạ. Quay sát vào cho các bạn xem. Lắp. Coi chừng cái đất nó dính con vịt. Anh đập cái đất ở chỗ cái hoành đai này ra. Đâu? Nè, cái hoành đai này nè, dính đất theo. Đây hả? Đập xuống. Để khi mà mình dỡ lên nó khỏi bị từ từ nha, xem nha. Họ hợp với các bạn ơi. Cháy rồi. Chết rồi. Ôi rồi cháy. Wow. Ôi cháy lâu quá các bạn ơi. Ôi trời ơi. Được 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 được. Chờ ra lấy ra đây cháy. Vãi trời đậu. Lâu quá rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Cháy đen thui luôn các bạn ơi. Cháy rồi các bạn. Thôi nhưng mà may cũng hên cháy. Cũng hên cháy hoài cháy hoài. Chưa gọi là chưa thành than mấy bạn. Chưa thành than. Đây. Sau 45 phút các bạn, nó cháy cái bề trên này em bề trên nó cháy, hơi cháy quá. Bây giờ mình sẽ nhường em Huy review trước các bạn nhé. Anh Hiếu nhường mình ăn trước mấy bạn. Trời ơi, nhìn đã. Đã. Ha. Nhìn nó cháy nhưng mà nó rất là ngon. Mình có cái chén đẹp mà, con sò đấy. Đó, mời các bạn thưởng thức cái món gà ướp thâu của anh Hiếu. Cái chưa tính là lát nữa về rửa cái son người ta nữa mấy bạn. Mời các bạn nhé, ăn miếng với mình cho vui nha mấy bạn. Đó. Đã. Thử nha anh Hiếu, em rồi, nha. Anh đi em. Cay quá hả? Cái muối nó cay quá thiếu à? Anh thèm ấy. Wow, quá tuyệt vời luôn các bạn. Nó hơi chảy nhưng không. Mà cái mùi vị của nó rất là thơm luôn anh. Thơm à? Tại cái bao nhiêu cái đồ ướp á, mình ướp á nó hút chuồng gà các bạn, nó không thoát ra được á. Không thoát được. Nó cứ bao quanh. Mà nó có cái mùi của cái tranh nữa em. Để em coi thử nó. Nó nghe mùi khói hay nó mày cái mùi gì?
rất là ngọt luôn các bạn. Ngọt. Còn cái cỏ đó bỏ vô nó em cũng đâu thấy bay mùi gì đâu. Không nghe mùi gì à? Không nghe mùi gì hết. Thịt nó rất là ngọt, rất là thơm luôn các bạn. Anh Hiếu thưởng thức thử coi. Cái muối này hơi dở chút xíu là không có đường. Ăn nó mặn quá trời mặn luôn. Hơi mặn hả? Có xí mua xí đường thì ngon ha. Em quay cho anh thưởng thức. Rồi bây giờ mình cũng thử một cái một miếng xem nào này. Anh em mình mua rơi mất rồi. Rồi cái đùi luôn. Rơi cái đùi luôn này. Wow. Ngon ngon ngon. Wow, nóng thế. Đã. Rất là ngon luôn các bạn. Cảm giác rất là phê luôn. Rồi mình anh ăn thôi nhá. Thử miếng nhá, mời các bạn nhá. Mình chấm một miếng nhá, anh không ăn được cay anh chấm vừa thôi. Nào. Cắn miếng xem nào. Nó giòn luôn em nhỉ. Thịt nó giòn luôn. Cháy luôn cái giòn. Cũng hay là nó chưa cháy hết nè các bạn. Rất là ngon nha. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm đó. Ngon thật đấy. Ngon đúng không? Xé cái ớt ăn thử anh. Đi kể cho em miếng. À. Wow, cái ớt nó nóng quá nè. Ớt nóng bà cố luôn trời. Úi trời ơi. Nóng quá các bạn ơi. Nóng nữa mới ngon. Anh thử ăn miếng mề em. Đó. Nghe cái mề của nó chín mà không cháy nè các bạn. Mời các bạn ăn một miếng ớt nha. Wow. Ăn cái mình ăn cái gan các bạn. Đã hiểu. Wow. Bây giờ anh em mình để máy ra anh em mình trông cho vui nhá. Wow, đã quá. Wow. Đấy là lần đầu tiên anh em tụi mình làm các bạn. Bởi vì không canh được thời gian. Không canh được thời gian nữa. Tại vì nó nằm ở trong mình không nhìn thấy được các bạn. Mà trong khi lửa đốt rất là to. Bây giờ mời các bạn ăn với anh em mình nhé. Anh ăn cái nào? Thôi em ăn đi anh em ăn. Ăn cái gan rồi. Còn anh em mình không có uống rượu bia rượu nước. Còn hai cái trứng. Còn hai cái trứng. Ồ đúng rồi. Ồ ngon quá bạn. Ồ to. Anh em mình coi như đón xuân mùn đi em. Này chúc mừng năm mới nhá. Đang năm mới kiếm nhiều tiền thì lấy vợ rồi lấy vợ nhé. Chúc các bạn đang xem clip cũng là sang năm mới là làm ăn gặp nhiều may mắn các bạn nhé. Phát tài phát lộc nhé. Đã quá bạn ơi. Wow. Chúc mấy bạn năm mới nhiều sức khỏe các bạn. Có sức khỏe là làm gì cũng được hết các bạn. Có sức khỏe. Cái trứng này chỉ ăn cái này bổ thận sáng yêu. Năm mới thì ai cũng phải có mục tiêu riêng của một năm. Năm nay anh mục tiêu là gì? Mục tiêu của anh năm nay à? Nhiều lắm, mình nói ra thì làm sao được các bạn yêu mến. Được rồi. Đã. Ngon. Con gì kêu vậy? Cuốc. Họ cuốc phải không? Cuốc. Gần này nếu mà 30 phút là ngon các bạn ạ. Gần tới mùa gặt rồi các bạn. Còn ít bữa nữa là tới mùa gặt rồi. Ồ, đã quá nơ cái ớt này. Cả này. Có chừng đồ cái này. Nóng quá. Nè. Cuốc đi. Ngon các bạn. Mời bạn ăn hướng chuẩn mình không? Hồi nãy anh có ướp mắm không vậy? Có mà. Cay quá. Năm nay em có được mong ước gì chưa? Lấy được bờ hả? Huy đang mong ước lấy vợ. Không biết là đẹp trai như mình không, không biết có ai lấy không. Sợ mình nhiều khi mình đẹp trai quá, tao sợ anh à. À. 25 nồi bánh tét rồi mà chưa có mảnh tình dắt dai luôn. Nó khổ được chứ. Nhỏ cho kẹt.
Nói chung nó mà không cháy là ngon đấy nhỉ. Khoảng 30 phút. 30 phút là ngon đấy bạn. Nhưng mà do anh em mình đốt lửa nó mạnh quá. Đốt lửa vừa là ngon đấy các bạn. Muối ớt này phải bỏ thêm chút đường nữa mới ngon. Mặn quá. Lần đầu tiên làm cái món này gà úc trầu các bạn. So. Mặc dù nó không thành công lắm nhưng mà ăn rất ngon này. Ngon đấy các bạn ơi. Uống miếng nước rồi. Wow. Hê, nó đã gì đâu các bạn. Các bạn thông cảm nha. Để dưới đất nó dính. Ok, ngon lắm anh Hiếu ơi. Thì bữa nào mấy bạn làm ăn thử, nhưng mà mấy bạn làm khoảng cỡ 20 phút thôi, đừng làm lâu quá nó cháy đen gà luôn. Rồi. Anh em mình nãy giờ ăn cũng khá là. Nãy giờ anh em mình ăn cũng nói chung là ăn cũng khá là no mà cũng khá là dài, mấy bạn xem nãy giờ cũng chung rồi. Quá dài luôn rồi. Bây giờ cho phép mình với Hiếu kết thúc clip tại đây nha mấy bạn. Giờ các bạn nhớ cho Hiếu mình like, đăng ký kênh ủng hộ các bạn nhé. Giờ chiều rồi bạn ha. Chiều rồi anh em mình về. Giờ anh em về nó 5 giờ mấy rồi. Chào quay về xa các bạn. Anh em mình xin phép dừng clip tại đây các bạn nhé. Thì anh em mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Bye.